Chào mừng các bạn đã đến với video giải đề IELTS Writing hàng tuần của Anh Ngữ Gym. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết bài IELTS Writing Task 2 của ngày thi mùng 5 tháng 11. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Gym nhé. Bước đầu tiên trước khi viết bất cứ một bài Task 2 nào là các bạn sẽ phải phân tích thật kỹ đề bài. Bước này sẽ giúp cho các bạn định hình được trọng tâm của đề tốt hơn, tránh viết lạc đề hoặc là thiếu yêu cầu trong đề bài. Ở đây thì đề bài là In many countries, large amounts of food are wasted. Khi phân tích đề thì ta cần lưu ý các yếu tố như sau. Thứ nhất là phải tìm ra và định nghĩa các keywords, các khái niệm quan trọng trong đề bài. Tuy nhiên may mắn cho các thí sinh là đề bài ở trên thì khá là ngắn gọn và rõ ràng, tức là ở nhiều quốc gia thì một lượng lớn thực phẩm thì sẽ bị lãng phí. Nên đối với bài này thì các bạn có thể đi nhanh qua bước này nhé. Từ các keywords trên thì ta có thể xác định được phạm vi chủ đề trong bài là việc lãng phí đồ ăn và dựa vào hai câu hỏi trong đề. Why do you think people waste food in this way? Và what can be done to reduce the amount of food thrown away? Ta thấy được nhiệm vụ của thí sinh là sẽ phải nêu ra nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này. Sau khi phân tích đề, các bạn hãy viết nhanh dàn bài của mình ra nhé. Một bài Writing Task 2 sẽ cần có bố cục đầy đủ gồm 3 phần là mở bài, thân bài và kết bài. Trước tiên, đối với mở bài thì các bạn nên viết ngắn gọn khoảng 2 câu. Câu thứ nhất dùng để paraphrase lại đề bài và câu thứ hai dùng để trả lời yêu cầu của đề bài. Các bạn có thể tham khảo template của dạng bài nêu nguyên nhân và giải pháp nhé. The following essay will examine some of the main factors contributing to this problem, whilst outlining a number of feasible measures to combat the issues. Tức là bài luận sau đây thì sẽ xem xét một số yếu tố chính góp phần vào vấn đề này và đồng thời nêu ra một số biện pháp khả thi để giải quyết điều này. Và để trả lời yêu cầu đề bài chi tiết hơn thì mình sẽ trình bày về nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này ở hai đoạn thân bài nhé. Thân bài 1 thì mình sẽ viết về lý do tại sao mọi người lại lãng phí đồ ăn. Tương tự các bạn cũng có thể tham khảo template chung để mở đầu đoạn. There are two main underlying reasons why. Và trong bài các bạn có thể nêu ra khoảng 2 nguyên nhân như là do giá cả thực phẩm đang trở nên rất là rẻ và người dân mua nhiều hơn mức cần thiết, hay là do thế hệ trẻ không còn coi trọng đồ ăn như trước nữa. Với thân bài thứ hai thì mình sẽ nêu ra giải pháp cho thực trạng này. Several feasible measures can be implemented to do something. Như là việc nâng cao nhận thức của người dân hay là đề ra các mức xử phạt đối với tình trạng lãng phí đồ ăn ở các nhà hàng. Cuối cùng, khi viết kết bài thì các bạn sẽ tóm lược lại nội dung toàn bài cũng như khẳng định lại quan điểm của mình nhé. Với thân bài khá chi tiết như vậy thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng phần và bắt tay vào viết bài nhé. Đầu tiên, với phần mở bài thì câu mở đầu mình sẽ paraphrase lại đề bài như sau. Food waste is an ongoing issue in many countries around the world these days. Ở đây thì mình dùng cụm danh từ là food waste để chỉ việc lãng phí đồ ăn, chứ không dùng động từ waste như ở đề bài nữa. Và food waste thì là một ongoing issue, là một vấn đề đang diễn ra ở nhiều nước ngày nay. Sang đến câu thứ hai thì các bạn áp dụng template như mình đã hướng dẫn nhé. The following essay will examine some of the main factors contributing to this problem whilst outlining a number of feasible measures to combat the issue. Trong template này thì các bạn lưu ý một số collocation theo dạng bài như là feasible measures là các biện pháp khả thi hay là to combat the issue là giải quyết vấn đề. Như vậy là chúng ta đã viết được một phần mở bài đơn giản, ngắn gọn nhưng hiệu quả rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt tay vào viết phần thân bài thứ nhất về lý do tại sao mọi người lại lãng phí đồ ăn. Các bạn ghi nhớ, một đoạn thân bài thì nên được bắt đầu bằng câu chủ đề, dùng để khái quát nội dung chính của đoạn này. Điều này sẽ giúp cho các bạn khẳng định được hướng đi rõ ràng của đoạn văn, đồng thời giúp ích cho việc đọc hiểu của giám khảo. Mình sẽ bắt đầu đoạn này bằng câu chủ đề theo phần template như trên. There are two main underlying reasons as to why food is being wasted. Và các bạn dẫn vào lý do đầu tiên về giá cả của thực phẩm ngày nay. Nhưng mình sẽ dẫn dắt từ lý do dẫn đến mức giá rẻ này trước nhé. Firstly, given the vast improvements in agricultural technology. Tức là thứ nhất, với những cải tiến vượt bậc trong công nghệ công nghiệp. Thì farming has become more merchandised. Tức là nông nghiệp đã trở nên cơ giới hóa hơn. Tức là sử dụng phương pháp sản xuất hiện đại hơn. Và điều này dẫn tới kết quả là thúc đẩy năng suất và tăng thu hoạch đáng kể. Mình dùng mệnh đề quan hệ để dẫn sang kết quả luôn. Which has boosted productivity and significantly increased harvests. Một lý do nữa là việc vận chuyển và phân phối thực phẩm thì đã trở nên thuận tiện hơn. Mình sẽ dẫn vào ý này bằng từ nối. In addition, thêm vào đó, freight and logistics processes have also been improved. Tức là quy trình vận chuyển hàng hóa và hậu cần cũng đã được cải thiện. Leading to more cost-efficient transportation and distribution of foods.
tức là dẫn đến việc vận chuyển và phân phối thực phẩm tiết kiệm chi phí hơn. Ở đây thì thay vì dùng từ save money như bình thường, các bạn có thể tham khảo tính từ cost efficient nhé. Và hai nguyên nhân nhỏ này sẽ dẫn đến nguyên nhân chính cho vấn đề ở đề bài là giá thực phẩm hiện nay rẻ hơn khá là nhiều. Chỗ này thì để biểu thị mối quan hệ với hai câu trước thì các bạn có thể dùng từ nối as a result, tức là kết quả là nhé. The price of food in supermarkets and restaurants is more affordable, tức là giá thực phẩm tại các siêu thị và nhà hàng thì hợp lý hơn. Making it easier than ever for customers to purchase excess quantities of food, tức là giúp khách hàng mua thực phẩm một cách quá mức hay là dư thừa dễ dàng hơn bao giờ hết. Các bạn lưu ý cụm excess quantities of, tức là số lượng dư thừa nhé. Ngoài ra thì mình cũng bổ sung thêm một ý thứ hai. Secondly, it seems that most people haven't cultivated an appreciation for food. Tức là có vẻ như hầu hết mọi người thì không có sự trân trọng đối với thực phẩm. Ở đây thì từ cultivate cụ thể thì sẽ mang ý nghĩa là trau dồi hay là cố gắng đạt được hay là phát triển một điều gì như là phẩm chất hay là kỹ năng. Các bạn nốt lại nhé. Và mình sẽ viết thêm một câu nữa để làm rõ hơn ý này. Although food is a bare necessity, tức là mặc dù thực phẩm là nhu cầu thiết yếu, nhưng mà many people these days tend to take it for granted. Tức là nhưng ngày nay thì nhiều người có xu hướng coi đó là một điều hiển nhiên. Trong câu này thì cũng có một cụm từ khá hay là take something for granted, tức là coi điều gì là hiển nhiên. Các bạn nốt lại nhé. Như vậy là chúng ta đã trình bày xong các nguyên nhân ở đoạn thân bài thứ nhất rồi. Đến với thân bài 2, ta sẽ viết về các giải pháp. Tương tự thì mình lại bắt đầu với câu chủ đề. Several feasible measures can be implemented to mitigate food waste. Tức là một số biện pháp khả thi thì có thể được thực hiện, implemented, để giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Và để dẫn vào giải pháp đầu tiên thì mình sẽ dùng to begin with. Campaigns to raise public awareness about the need to reduce food waste should be intensified. Tức là cần tăng cường các chiến dịch nâng cao nhận thức trong cộng đồng về sự cần thiết phải giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Ở đây thì intensify có nghĩa là tăng cường các bạn nhé. Và tương tự, mình lại viết thêm một câu để nêu ra lợi ích của giải pháp này. Once people are more aware of the seriousness of the issues, tức là một khi mọi người nhận thức rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, they may think twice before buying and ordering excess amounts of food. Tức là họ có thể suy nghĩ kỹ trước khi mua và gọi những lượng thực phẩm dư thừa. Tiếp theo, mình cũng khéo léo dẫn sang giải pháp số 2 luôn. Such an initiative should be implemented in tandem with imposing strict laws that forbid food waste at restaurants. Tức là một sáng kiến như vậy thì nên được thực hiện song song với việc áp dụng các luật nghiêm ngặt cấm lãng phí thực phẩm tại các nhà hàng. Cụm in tandem with nghĩa là song song với, tức là phù hợp để dẫn dắt giải pháp trong phần này các bạn nhé. Tiếp theo, các bạn nên nói rõ các luật lệ này như thế nào. This can be accomplished by fining diners who ordered too many items but are unable to finish them. Điều này có thể được thực hiện bằng cách phạt tiền những thực khách đã đặt quá nhiều món nhưng lại không thể ăn hết. Và as a result, consumers will consider what they will order more carefully in the future. Tức là do đó, người tiêu dùng thì sẽ cân nhắc kỹ hơn về những gì họ sẽ gọi trong tương lai tới. Và cuối cùng, chúng ta sẽ kết lại bài viết, khẳng định lại vấn đề một lần nữa. Các bạn hãy bắt đầu phần kết bài bằng cụm in conclusion nhé. In conclusion, more affordable food prices and a lack of appreciation for food are reasons for this problem. Tức là giá lương thực phải chăng hơn và sự thiếu đánh giá cao đối với thực phẩm là những lý do cho vấn đề này. And solutions should be adopted to remedy the situation. Tức là và các giải pháp thì sẽ cần được áp dụng để khắc phục tình trạng này. Như vậy, sau khi tổng hợp hết các phần ở phía trên, ta sẽ có được một bài task 2 hoàn chỉnh như sau. Các bạn chú ý một số từ vựng highlight trong bài nhé. Vậy là trong video này chúng ta đã nắm được cách viết bài task 2 cho đề writing ngày 5 tháng 11. Nếu thích video này thì các bạn đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Jim và ấn nút chuông để không bỏ lỡ các video sau của anh ngữ Jim nhé. See you soon!